Tóc mắt dân của chị vợ chị mùi nâng sẽ chụp bày chuan trương hay nâng phải học nâng của dân chị vợ cho khi đừng ăn dân chị vợ là hồi đó sẽ chụp bày dân nâng riêng chị ăn bằng tách và tóc mắt dân chập làm đã thương tê rồi bò dân rồi chị tập trấy tập sự yếu mà sao sốt cò xó và tỏ mắt dương tô cường từng ăn cũng cứ chỉ bỏ châu khi ở châu tiền và tỏ bị dương chỉ bỏ vì châu tiền sập hết dương tập thèm tập bình tĩnh và tỏ mắt dương cô chỉ bỏ vì mà xa tiền và tỏ bị dương cô chỉ bỏ hết cứ dương đạp lên rùng ngõ sạch chuột nắng ở riêng chân bình tĩnh và tỏ mắt cứ dương chập ra mình thèm cơm đồn đại chỉ tụ ai dùng khen bao dương á, dương ở đã cầm đồn châu được nâng năng nâng tới. Chẳng dương bạn bằng cơm đồn rụi vào hái cư dương cô cho bỏ là một xa tiền. Bằng tọa móc cư dương chạ tập bằng thaym. Bằng tọa móc cư dương đã rồng ngọt vì dương bật cầm đồn năng nâng xéo. Là hốt đó cơm đồn bao dương á, cư chân. Ok cơm đông dân là lợi cư ban cho anh hói à lợi dân bật thèm ăn co lính và tọp mắt cư dân cô chỉ bỏ ăn co lính nâng ao sọc cường và tọp bị dân ban cô chỉ bỏ ăn co lính nâng sọc cường hói dân chập đám đạm bằng lại kêu rồi bỏ dân bằng lại kêu bỏ dân miên lập bát nâng lập mà rùm và móc dương ban trộm bò lại kêu bò dương nó ở sọc trường được nhiều lại kêu bò dương nó cứ chập đam chấn dương bật lương tàn đòn ai lời nít xâm lo của cô công đông được bò dương cứ chấn vừa rồi theo dương buồn đại tràn tàn đòn.